mà không có giải thích là chỉ có chết thôi. Cái câu đầu tiên đó là nghĩ lợi không cho ai, chết chưa? Con người từ bỏ gì? Không có đọc, không có nhìn cái chữ Bali đó là mình chết chắc nha, mà mình không có trách ngài được, tại vì ngài dịch kệ mà, có nghĩa là ngài là ngài phải, ngài không có thể khác đi được. Chỉ cái chữ này, nếu cái này là nếu dịch văn xuôi thì nó dễ dịch vô cùng. Cái mắt tất cả mù nó đã đi. Áp tất cả một cái áp tháo là cái ý nghĩa, là cái mục đích, là cái quyền lợi, là cái lợi lạc, là cái lợi ích. Áp tháo nghĩa là lợi ích mà cũng nghĩa là ý nghĩa ha. Áp tất cả mô là cái người mà cam đó là muốn ha. Áp tất cả mô là cái người mà cái, ở trong trường hợp này nó nếu mà dịch ra là cái người bình thường, bị nghe tôi dịch kỳ không, người bình thường dịch vậy đó, dịch nghe rất là kỳ, nhưng mà cái người bình thường bị ai, bởi vì tại sao cái nghĩa người bình thường mà gọi là áp tác camo, có nghĩa là ai trên đời này nó cũng muốn muốn khổ, muốn vui mà sợ khổ, ham sống sợ chết thì được gọi là áp tác camo, có nghĩa là luôn luôn muốn mình được lợi lạc lợi ích, chứ không ai muốn mình bị cái điều bất lợi hết á. Ai cũng muốn mình á, vì ai cũng muốn mình được cái gì đó ha, ham sống sợ chết, ai cũng ham sống sợ chết hết á. Rồi sao nữa, rồi trốn khổ, tìm tìm chi, tìm vui, camo. Tức nghĩa là cái người mà biết nghĩ đến lợi ích của mình là ta camo. Ngay cả đứa con nít cũng vậy, nó nhỏ xíu nó không biết suy nghĩ gì hết, nhưng mà cái gì êm ấm ngon miệng thì làm cho nó cười, còn cái gì chát chua nóng lạnh đau nhức ngứa ngáy thì nó khóc. Ngay cả con nít mà nó còn có cái sự lựa chọn trốn khổ tìm vui, nó chỉ là người lớn nha. Thì cái người mà trốn khổ tìm vui, ham sống sợ chết đó, người mà có tất cả những cái mà tôi vừa kể ra đó, cái người đó được gọi là Atthakamo. Mà nếu như vậy thì mình phải ở chỗ này nè, trong trường hợp này nè mình nên dịch là người bình thường trong chỗ này thôi, rồi sau khi tôi tắt máy vì muốn dịch gì đó thì dịch nha. Chứ còn nếu mà mình dịch là cái người mà tìm cầu lợi ích thì nó dài quá. Cái người mà tìm cầu lợi ích thì nên giữ lại cái gì, nên giữ lại cái gì mà phải giữ lại. Cái người bình thường đi, nó cái người bình thường thì muốn cho gì cũng được, nhưng có cái gì nên giữ lại. Nó đã đề ở đây nghĩa là không cho, nó đã đề ở đây nghĩa là không cho. Nhưng mà nếu mình dịch là nên không, không nên cho cái gì đó thì nó kỳ quá, mà tôi ở đây giống như là người bình thường thì nên giữ cái gì cho mình, người bình thường thì nên giữ lại cái gì cho mình. Và đừng, và có cho gì thì cũng là nhớ giữ cái đó lại, có cho gì đến người khác thì cũng phải giữ cái món đó lại. Thì cái đó là cái gì, thì đã biết phần cái đó là thế này: cho gì cũng được nhưng không ai đem bản thân mình mà cho. Cái câu đó nghĩa là gì này? Cho gì thì cho nhưng mà không có ai đem cái bản thân mình cho, có nghĩa là mình nói ông rộng rãi lắm, ông có thể cho nhà, cho xe, cho tùm đất, cho đai, cho tùm lum hết, nhưng mà không bao giờ mà ai có thể đem mình, đem cho cả cái mạng mình cho người khác. Chúng ta mới giải thích thế này: ngoại trừ ra cái gì, bồ gọi là tháp bê tova, tháp bê tova bồ đi sắp tê, ngoại trừ ra, ngoại trừ các vị Bồ Tát, tháp bê tava vô sắc tê là ngoại trừ các vị Bồ Tát, tức là dám đem mình,
cho người khác thì không ai ngoài ra mà dám làm gì nó hết. Cho nên đây người nói đến phần đông, nó đến 99,99999% là không ai trên đời này mà dám đem cái thân của mình đem cho người khác. Cho nên nói thì thế gian là trong kinh này Đức Phật nói thì thế gian thôi, đó là ai cho gì thì cho, nhưng lúc nào cũng chừa cái phần, chừa mình lại, chừa cái xác của mình lại ha, chỉ trừ ra các vị Bồ Tát. Rồi tiếp theo là này, tôi dịch xong rồi tôi mới giải thích chỗ này. Rồi mình thì mình không cho mình và cũng không có từ bỏ mình nha. Rồi cái câu thứ ba của nó là một nghĩa một ý. Còn hai câu sau nó thấy nó khác, nó thật ra nó cũng là một ý thôi. Có nghĩa là kinh xứ Nguyên Chay với Kalaya năng đấy, ba biết cần nó chăm mua cái gì, cái gì nên cho ra và cái gì nên đóng lại. Hai câu nghĩa là cái gì nên cho ra và cái gì nên đóng lại. Nó chăm mua cái gì có nghĩa là và đóng lại. Còn nếu mà dịch sát là cái gì nên cho ra, cái gì không cho ra thì như vậy thì nó dài quá, nên cái gì nên cho ra và cái gì nên đóng lại thì nó dễ nghe hơn, nó thuận hơn. Thì cái lời thiện á, là cái lời nên cho ra, mà cái lời ác á, là cái lời nên nên ngậm miệng lại, nên giấu luôn, giữ lại đừng có nói ra. Tí thì vậy đó, nghe qua bài kinh này thấy nó thường ha, nhưng mà thật ra nó nói là toàn bộ cái đời sống của mình thường ngày. Bài kinh này thì nếu mà chỉ nhìn mặt chữ thì thấy nó thường lắm, ô chuyện quầy vốn, nhưng mà không phải, nó phải quầy vốn. Cái câu này nghĩa là gì? Là làm gì thì làm, chuyện đầu tiên phải nghĩ đến bản thân mình. Ở đây cái câu nó không có nghĩa là ích kỷ nha, mà ở đây nó có nghĩa là trong cái định nghĩa cái chữ hiền trí là gì. Hiền trí có nghĩa là cái người làm gì cũng nghĩ đến cái chuyện hại, cái chuyện phải cũng nghĩ suy xét cái điều này có hại mình hại người hay không, cái chuyện này nó có đem lại lợi ích cho mình cho người hay không, và cái lợi ích đó đó là lợi ích của đời này hay là có thể cho cả kiếp sau kiếp khác nha. Cái người hiền trí trong Phật giáo định nghĩa như vậy. Cái hiền trí trong Phật giáo không phải là người có bằng cấp có học vị nhiều, không phải, mà hiền trí trong Phật giáo đó, cái chữ Panchittha trong Phật giáo nó có nghĩa là cái người mà làm gì cũng biết nhân biết quả, biết cái gì nó có lợi có hại cho mình cho người đời này kiếp khác, thì cái đó mới được gọi là người trí. Cho nên cái câu này phải được hiểu rộng, nó là không cho mình nó đây nó có hai nghĩa. Một là không có đem cái tấm thân sinh học này nè đem trao tặng người khác, nhưng mà nó còn điều thứ hai nữa là không để cho mình nó sống trong bất thiện, bởi vì khi mình sống trong bất thiện có nghĩa là mình tự phản bội mình nhé. Trong kinh Pháp Cú có một câu rất là hay: oan gia hại kẻ thù, hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia có nghĩa là xưa nay đó, chỉ có kẻ thù nó mới hại mình thôi, chỉ có kẻ oan gia nó mới hại mình thôi, có nghĩa là những người ghét nhau là mới hại nhau ha, nó mới là tấn công nhau. Đúng rồi, người ghét nhau thì mới hại nhau tấn công nhau, nhưng mà thật ra nó không có kẻ thù nào trên đời này nó đáng sợ bằng chính cái bất thiện ở mỗi con người. Tôi nhắc lại lần nữa, kẻ trên đời này nó chỉ kẻ thù nó mới, cái là diễn những người thù nhau mới hại nhau, nhưng mà cái kẻ thù ghê gớm nhất không phải kẻ thù từ bên ngoài, nó chính là cái phiền não từ bên trong của mình. Tôi ví dụ như là thì nói theo A Tỳ Đàm, nó đặc biệt là giáo lý duyên khởi ha, duyên sinh, thì cứ mỗi lần có người ta bất thiện như vậy là mình đang tích chứa một số cái thuốc nổ trong cái đường luân hồi của mình. Các vị biết thuốc nổ là cái gì rồi, cái mỗi lần mình có một tâm tham là tâm sân, tâm si, mình cứ mỗi lần có một tâm bất thiện như vậy nó có mặt đó, là một lần mình đã kiếm thêm một cái thùng thuốc nổ để sẵn. Trong kinh nói cái người làm lành ấy, làm phước nhiều đời đời sanh ra đó, được cái phước xưa nó chào đón như là quyến thuộc, chờ nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người xa chưa về, giống như bà con mà chờ đón nhau vậy đó. Nhưng mà cái người làm bất thiện thì đời đời kiếp kiếp sinh ra lúc nào họ cũng bị cái ác nó trực chờ sẵn,
giống như kẻ thù mà nó chờ mình ở ngoài ngõ vậy đó. Nè, cho nên nó là cái người mà trí trong đạo Phật là cái người có cái kiểu hành động thế nào đó mà ngay đời này không có tiếc nuối mà và đời sau không có bị đau khổ nha. Mình thương mình không có ai mà đem mình đem đem trao cho người khác, để nó có hai nghĩa như vậy đó. Một là không có đem, mà thứ hai nữa đó là không có bán rẻ chính mình. Cái đem cho đây nghĩa là không có bán rẻ chính mình, không có bán rẻ chính mình. Mà trong bài kinh này thì nó nhấn mạnh cái ý gọi là không không có đem cho mình trong cái ý nghĩa vật chất thì mới ngoại trừ ra vị Bồ Tát nha. Gọi là na paricche, nghĩa là không cho mà cũng không có lìa bỏ mình, có nghĩa là kinh em mới nói là sihabyakha di năng na paricche. Không có ai trên đời này mà đem mạng mình mà cho cọp beo sư tử nó ăn, ngoại trừ ra là các vị Bồ Tát đây đó. Ngoại trừ các vị Bồ Tát thì không có ai trên đời này nè á mà đem cái mạng của mình mà giao cho mấy cái loài mạnh thú đi cho nó ăn thịt đó, mấy loài dã thú. Hổng thì dịch chỗ này rồi, si há là sư tử ha, dắt há là con cọp ha, a đi là vân vân, tức là mạnh thú đó. Đây mình không cần dịch cọp sư tử hết, mình dịch là các loài dã thú mạnh thú. Thì ngoại trừ các vị Bồ Tát không có ai trên đời này nữa mà đem cái mạng của mình giao cho người khác. Ngay cả mình đi lấy chồng, mình đi lấy vợ thì mình cũng nghĩ là mình được hạnh phúc mà mình mới đi theo người ta, chứ đâu có ai mà dạy gì mà đi giao cái mạng mình cho người dưng nha. Có chuyện nó không có. Ok, cho nên ở đây cái chữ này từ cái nghĩa căn bản của bài kinh thì tôi mới diễn thêm, cũng căn cứ vào kinh khác chứ không phải là do ý của tôi nha. Có nghĩa là người trí thương mình là phải làm cái điều thiện, là bởi vì nếu mình làm điều ác nghĩa là mình đang bán rẻ mình đem trao mình cho quỷ dữ nha, là cái nghĩa như vậy. Làm bất thiện nghĩa là đang trao mình cho quỷ dữ. Nhớ dùm cái đó. Chứ còn nếu mà mình nhìn cái bản tiếng Việt là mình khó hiểu nha. Nghĩ lại không cho ai làm sao. Thì ở đây mới hiểu rằng cái người bình thường, Giác Tất Ca Mô là cái người bình thường á, thì nên giữ lại cái gì, không nên cho ra cái gì. À, cái đó. Nên giữ lại cái gì, không cho ra cái gì. Và cái gì cần phải được giữ lại, cái gì cần được cho ra, và cái gì cần được đóng kín. Đó là bốn cái câu hỏi cho cái bài kinh tiếp theo. Đúng rồi, kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác do tự thân. Ok, nhớ cái câu đó. Cái câu đó quan trọng lắm. Không, à quên, nó còn cái này còn ghi gớm nữa nè. Ở trong kinh có nhắc đến một cái nhân vật rất là nổi tiếng, đó là ông A Xà Thế. A Xà Thế đó từ cái tiếng Pali gọi là Acha Ta Sắp Tú, có nghĩa là cái kẻ thù chưa có được chào đời. Ở đây ai mà có hạ đọc về văn chương Tây Phương chắc có biết cái nhân vật gọi là Ơ-đíp. Ơ-đíp Ơ-đíp này là một nguyên thủy, là một vị hoàng tử ha, một vị hoàng tử. Mà cái ngày chào đời đó thì ông vua cha nó không được người ta bói, thế đứa bé này lớn lên nó sẽ giết cha mà nó lấy mẹ của nó làm vợ. Chữ vua nghe ông nản quá đi, ông mới kêu người đem đi giết. Nhưng mà cái người giết đó thì họ không có, cái người được lệnh họ không có nợ à, cho nên là họ mới đem, họ mới bỏ tầm bậy tầm bạ đâu đó, rồi có người họ đem về họ nuôi. Mà đứa bé đó về sau này nó lớn lên nó đâu có biết gốc tích nó lại. Chuyện đại khái là nó trở về á, nó chiếm lấy cái vương quốc, cái quốc gia cũ của cha nó, bằng cách là nó giết cha nó chết, rồi nó mới chiếm cái bà ngậu đẹp đó, nó chiếm bà luôn. Rồi sau đó nó mới biết là cái người đàn bà mà mình lấy đây là chính là mẹ ruột của mình. Đại khái là nó ứng với cái lời xưa. Thì trong kinh đó ông A Cha Tất Sát Tú cũng vậy. Khi mà bà má ông, bà mẹ ông là hoàng hậu, hoàng hậu của vua Bimbisara nằm có men đó, thì bà thèm một cái món rất là kỳ, đó là thèm cái máu 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 tươi á. À, nó thèm lắm, mà thay người ta thèm
đồ chua rồi nó thèm những cái thứ nào mà nó thơm thơm, nó sạch sạch, nó ngọt ngọt. Còn đằng này là bà thèm một món rất là kỳ thôi, bà thèm máu máu tươi, là máu tươi. Cho nên từ chỗ đó nó cho nên là mấy ông kia mới bói, mấy ông thầy bói ở trong cung mới bói, mới này lớn là đứa bé này nó sẽ là cái người. Thì ông vua ông nghe giờ ông biết bà thèm đó, cho nên ông mới cắt máu cho bà hút. Cho nên là mấy ông quan mấy ông mà chìm mà thầy bói bói là đứa bé này lớn lên nó sẽ là cái kẻ thù của ngài đó. Thì ông vua mới khi mà đứa con sanh ra ông đặt tên Át Ca Sát Tú, có nghĩa là con chưa sanh ra mà con đã là kẻ thù của bố rồi. Mà thiệt, vì sao chính ông này cũng giết cha. Thì tôi đem chuyện đó ra tôi nói cái gì, tôi muốn nói rằng không phải chỉ cái vua Bình Sa Vương mới có một đứa con, không phải chỉ vua Bình Sa Vương mới có kẻ thù chưa có chào đời như vậy, mà bản thân chúng ta mỗi người ở trong cái hội chúng này, trong cái room này, mỗi người chúng ta đều là Bình Sa Vương, mỗi người đều có một đứa con A Xà Thế mà mình không biết. Đó chính là cái tâm bất thiện của mình, thì có nghe không? Tức là mình cứ mỗi giây phút mình sống bất thiện, tức là mỗi giây phút mình tạo ra những kẻ thù, bởi vì chính những cái đó sau này nó hại mình đó. Chính những cái đó nó hại mình đó. Cho nên ai đi nữa thì cũng có một kẻ thù, kẻ thù trong lòng mình chính là cái phiền não của mình. Và tôi nhớ cái này tôi có viết một cái bài đó, tôi nhắc lại câu nói của một doanh nhân người Mỹ: những vấn đề phía trước, phía sau và chung quanh ta có nhiều cách mấy. Tôi nhắc lại, những vấn đề, những cái rắc rối, những phức tạp trước, sau và chung quanh ta có rắc rối đến mấy, nó cũng không bằng những cái vấn đề ngay bên trong chúng ta. Rồi sao nữa? Trong cái văn chương Việt Nam, nó có câu chuyện về Mỹ Châu và An Dương Vương. Các vị nhớ câu nói cuối cùng của thần Kim Quy khi mà thành Cổ Loa bị thất thủ, thành Cổ Loa bị thất thủ. Thì từ lúc đó là người Tà Tàu nó biết đưa tuồn cái đồ giả qua bên Việt Nam rồi. Coi như Việt Nam phải sạch ha. Thì Tàu nó đưa cái đồ giả qua, nó đưa cái nọ thần, nó dỏm qua. Cái chuyện nó có không mình xét lại, nhưng mà mình chỉ lấy cái tinh thần của câu nói của quán đi. Khi mà thành Cổ Loa thất thủ thì An Dương Vương bỏ hết mọi thứ sau lưng, chỉ đem theo một thứ, đem theo bên mình một thứ mà ông cho đó là tài sản, đó là hơi thở, đó là mạng sống, đó là toàn bộ những gì cao quý nhất, linh thiêng nhất trong đời của mình, đó là đứa con gái. Tức là ông cho con ngồi sau lưng ông, ôm chặt cái lưng ông, là ông cởi người ông đi đi ra biển tìm thần Kim Quy để tìm lại cái kế sách. Thì thần Kim Quy mới xuất hiện. Thần Kim Quy nói kẻ thù chính là cái kẻ ngồi sau lưng bệ hạ. Thì sử ghi rằng, sách ghi rằng An Dương Vương đã móc gươm chém chết Mỹ Châu. Trọng Thủy sau đó đi tìm cái gì đó dài, chúng ta chỉ biết thôi đó thôi. Cái quan trọng nhất là cái câu nói là kẻ thù chính là kẻ ngồi sau lưng bệ hạ, có nghĩa là nhiều khi mình cứ lanh quanh lẩn quẩn, mình không có ngờ rằng đó kẻ thù nó sát bên mình chứ không đâu hết. Thì trong kinh mình nói kẻ thù nó chính là phiền não. Còn ngoài đời đó thì cái câu đó nó có nghĩa là cái kẻ tai chân thân cận với mình nhiều khi nó phản thùng đó. Phản thùng, phản thế, nó chính là cái người mà đu kiệm, nó chính là những con ong, là cái nuôi ong tay áo đó, nuôi khỉ dòm nhà đó, nhiều khi như vậy. Nhưng mà cái kẻ bên cạnh mình nó phản mình không ghê, bằng chính mình phản mình nha. Ok, cho nên bài kinh này xong rồi đó, nãy giảng xong bây giờ đã là đúng 7 giờ rồi. Xin hẹn các vị ngày thứ bảy nha. Xin kính chào chư tôn đức tăng ni tu nữ. Xin chào các vị tu.